Mời quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết trong tỉnh đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên cao, nên ngày trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vì vậy, người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với dạng thời tiết này. Dự báo đêm nay và ngày mai, vẫn ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 đến 16 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam lên đến 5.000 m hoạt động yếu dần, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh vẫn có mưa rào nhẹ vài nơi về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Thời tiết phức tạp, các loại dịch bệnh dễ phát sinh và có khả năng lây lan. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy nâng cao ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe để bảo vệ bản thân trước sự phức tạp của thời tiết và dịch bệnh hiện nay. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.